Ok, Hùng Lê xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư. Rất vui được gặp lại quý anh chị nhà đầu tư trong bản điểm tin tối thứ sáu hàng tuần trên sóng của kênh YouTube chứng khoán gạch ngang chiến binh trên từng con sóng. Buổi điểm tin ngày hôm nay chúng ta sẽ phân tích nhận định xu thế thị trường chứng khoán Việt Nam tuần từ ngày 27 đến ngày 31 tháng 5 năm 2019, tức là tuần cuối cùng của tháng 5. Thì như thường lệ thì bản tin của chúng ta sẽ có 3 phần. Phần thứ nhất là chúng ta sẽ cùng đánh giá nhìn nhận lại xu thế thị trường trong tuần vừa qua. Phần thứ hai chúng ta sẽ có một vài cái góc nhìn, vài góc nhìn dưới góc nhìn của team Hùng Lê về xu thế thị trường. Và phần thứ ba thì chúng ta cùng điểm qua lại toàn bộ những cái danh mục các cái mã cổ phiếu chúng ta theo dõi ở trên team. Thì có những cái mã cổ phiếu thì Hùng Lê có bổ sung vào trong tuần vừa rồi, và có những cái mã cổ phiếu thì chúng ta sẽ list lại ở trong cái tuần cũ để chúng ta xem thử xem là cái mã cổ phiếu đó nó đúng hay là nó sai. Ok, trong quá trình chúng ta đầu tư, chúng ta lựa chọn các cái mã cổ phiếu, có những mã cổ phiếu đúng, có những mã cổ phiếu sai, thì đấy là quan điểm của Hùng Lê. Chúng ta lựa chọn 10 mã cổ phiếu, chúng ta sẽ đúng được khoảng 6 mã cổ phiếu, như thế chúng ta đã rất là thành công rồi. Thì hiện tại thì Hùng Lê đang ở không ở đất liền, hiện tại thì đang ở đảo Quan Lạng, hơi 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 ngọng một tí, tức là đại loại là ở cách đất liền đâu đó đi đi tàu cao tốc nó rơi vào khoảng tầm độ 30 phút. Thì hiện tại thì chính vì vậy nên là có thể cái tín hiệu âm thanh cũng như cái công tác mà thu âm cũng như phát sóng cái bản tin này có thể nó không, sẽ không đạt được như là bản tin thường ngày, thì các anh chị cũng hết sức là thông cảm cho Hùng Lê. Thì đầu tiên thì Hùng sẽ nói về thị trường trong tuần vừa qua. Thì trong suốt cái xu thế thị trường trong tuần vừa qua thì Hùng liên tục cập nhật, Hùng liên tục cập nhật cho quý anh chị nhà đầu tư ở những cái thông tin, ở những cái thông tin về thị trường chung. Ví dụ như là trong cái ngày 23 tháng 5. Ngày 23 tháng 5 tức là kết phiên ngày thứ 5, thì Hùng cũng đã có những cái nhìn nhận, Hùng đã có những cái nhìn nhận về thị trường chung của chúng ta tại cái vùng 980. Và một số Hùng cũng đang 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 có những cái phân tích nhận định rằng là những một số các cái chỉ báo mà cái việc mà thị trường lùi về mốc 980 cũng là một cái cách hợp lý, bởi vì khi đó thì có một số các cái tín hiệu dòng tiền, một số các tín hiệu kỹ thuật thì nó đang ở những cái vùng nó quá mua. Thì cái việc mà chúng ta thị trường của chúng ta giảm giảm về vùng 980, đây là tức là lúc này là lúc mà kết phiên ngày 23 tháng 5 chứ không phải là ngày 24 tháng 5, là phiên ngày hôm nay. Đó, và liên tục thì cũng cũng có những cái đánh giá, có những cái đánh giá về VN-Index. Đấy thì trong những cái bản mà tin cập nhật ở trên Zoom, trên nhóm thì cũng có đề cập đến cái khả năng là thị trường của chúng ta sẽ hội tụ ở mốc khoảng 1.000 điểm. Bởi vì khi đó thì Hùng cũng đang 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 tính toán là từ cái điểm mà cái mốc mà cao nhất của thị trường đạt được đến mốc 1.000 điểm nó còn khoảng tầm 13 điểm. Thì lúc đó thì có một số các cái mã cổ phiếu vẫn 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 còn cái dư địa để tăng tiếp, nhưng mà cái động lực của thị trường ngày hôm nay đã đánh mất của thị trường khoảng tầm 12 điểm. Thì hiện tại tí nữa thì Hùng sẽ phân tích sâu hơn một tí. Thì đây là chúng ta có thể xem lại biểu đồ VN Index của chúng ta. Khi những cái yếu tố tạo lập của chúng ta đánh, đầu tiên là yếu tố tạo lập của chúng ta đánh vượt thoát cái mốc đầu tiên là mốc 950 điểm. Tức là trong cái bản tin tuần trước thì Hùng cũng đã có phân tích cho các anh chị tại cái điểm hồi 950 điểm Hùng đã khuyến nghị ở trên Zoom. Sau khi mà 950 điểm bứt phá qua và những cái yếu tố tạo lập của thị trường đã đánh bật thị trường vượt thoát cái mốc gọi là 970 điểm, là cái ngưỡng tâm lý ở đây. Cái mốc 970 điểm ở đây, khoảng tầm 970 điểm, ok, 970 điểm ở đây. Và sau đó thị trường tiếp tục có hai phiên lình xình, và sau đó thì thị trường đã có một cái mốc đánh vượt thoát vùng 950 điểm, 980 điểm, và về đến cái vùng ở đây, tức là về đến cái vùng các anh chị có thể xem lại rất nhiều những cái bản tin của Hùng Lê. Đấy là vùng 985 đến vùng 1.000 điểm. Và sau đó thì có hai phiên, ba phiên
ba phiên lình xình ở quanh vùng 980. 980, và khi đó thì Hùng khi mà kết thúc cái phiên ngày thứ đây, tức là kết thúc cái phiên ngày 23, thì Hùng có một cái bản tin ở trên trên Zoom để gửi cho quý anh chị nhà đầu tư về cái những cái đánh giá nhận định xu thế của Hùng. Tức là để mà hình thành tiếp một cái mốc xu thế sắp tới thì thị trường cần phải có những cái phiên cần phải có những cái phiên mà thị trường cần phải có những cái phiên để đánh vượt thoát qua vùng 980, tức là sau khi đã có 3 phiên test ở đây. Sau khi thị trường đã có 3 phiên test ở đây thì sẽ cần thêm những cái phiên, tức là Hùng cũng có nói đến cái việc là phiên ngày thứ 6. Phiên ngày thứ 6 sẽ là cái phiên bản lề để quyết định phiên ngày thứ 6 sẽ là cái phiên bản lề quyết định cái xu thế của thị trường. Đây. Hiện tại đây đây chính là cái đánh giá của Hùng Lê, tức là cái bản tin này của Hùng Lê, tức là kết thúc ngày 23 tháng 5, lúc đấy là 16 giờ. Hiện tại các dòng cổ phiếu có thể đỡ thị trường có thể kể đến đấy là dòng ngân hàng chứng khoán trụ thì có thể có BVH, Man San, MWG, PLX. Và chúng ta sẽ có phiên bản lề, tức là phiên ngày mai sẽ quyết định xu thế của thị trường. Nếu các yếu tố tạo lập muốn thị trường bung qua mốc 1.000 điểm thì dòng tiền phải kích hoạt trong phiên ngày mai và đánh mạnh VNI lấy lại mốc 990 điểm trước khi phát đi các cái tín hiệu tiếp theo. Thế thì khi mà kết thúc phiên ngày thứ 5 thì lúc đó Hùng có quan sát những yếu tố tạo lập. Nếu như phiên ngày thứ 6, tức là phiên ngày hôm nay, phải có những cái yếu tố tạo lập để đánh vượt thoát lại thị trường ở mốc 990 điểm thì lúc đó thì chúng ta mới mới có cơ hội để thị trường của chúng ta đi về mốc 1.000 điểm. Tuy nhiên cái phiên bản lề ngày hôm nay, tức là phiên ngày thứ 6 thì nó đã không đánh lên mà nó lại đánh xuống, mà đánh xuống một cái mốc một một cái khá là mạnh, tạo nên một cái gap lớn ở đây. Thì tí nữa Hùng sẽ đi phân tích chi tiết cái xu thế của thị trường. Nhưng nhìn chung như vậy là cái yếu tố tạo lập để mà giúp thị trường của chúng ta tiệm cận mốc 1.000 điểm là nó đã bị lung lay. Tức là đến tại thời điểm này là nó đã bị lung lay, bởi vì là cái mốc 970 điểm vẫn còn một cái cơ hội cuối cùng. Tuy nhiên cái việc mà thị trường đã không 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 đánh bật lại được vùng 990 điểm như thế nó rất là xấu. Và nó có xấu hay không thì tí nữa Hùng sẽ đi phân tích chi tiết thị trường của chúng ta ở trong tuần vừa qua, cũng như là sẽ có một vài cái nhận định xu thế thị trường trong tuần tới. Thế thì hiện tại thì trong team của Hùng Lê thì có hai cái room thì Hùng đã giới thiệu cho các anh chị rồi. Đây là một cái room chuyên sâu về về phân tích và nhận định về chứng khoán cơ sở, và thêm một cái room nữa, đó là cái room về phái sinh. Đó, về phái sinh thì rất là chi tiết và cũng rất là dễ để các anh chị có thể sử dụng. Đó, khi mà trên room phát đi những cái tín hiệu long hoặc là short. Đó, và khi đặt một cái tín hiệu long thì sẽ có những cái target 1, target 2, target 3. Ví dụ như vậy, để cho quý anh chị nhà đầu tư của chúng ta rất dễ để hình dung là ví dụ khi đạt được target 1 rồi thì chúng ta có thể, nếu như mà không đạt được đến target 2 mà thị trường lại có những cái dấu hiệu quay đầu chúng ta sai xu thế thì chúng ta có thể chốt ở target 1 hoặc target 2, target 3 đó. Thì hai room này là hai room rất là chuyên sâu để hỗ trợ tất cả những anh chị em trong team của Hùng Lê hiện tại đang giao dịch tại công ty chứng khoán VPS. Ok, thì đấy là Hùng sẽ nói sơ bộ qua như vậy, và trên cái room cơ sở thì Hùng sẽ có những cái phân tích nhận định các cái mã cổ phiếu, những cái giá cổ phiếu có thể tham gia được, những cái vùng có thể tham gia được. Thì đấy là một trong những cái kênh thông tin để tham khảo thôi. Hùng vẫn luôn nói với các anh chị như vậy, đấy chỉ là những cái thông tin để chúng ta tham khảo. Và cái quyết định đầu tư hay là cái quyết định mua bán rồi tất toán tài khoản hay là tất cả những cái yếu tố đó thì các anh chị của chúng ta phải tự hành động trên chính tài khoản của chúng ta mà thôi. Ok, thì đấy là một vài cái câu chuyện mà Hùng chia sẻ về cái tình hình xu thế thị trường trong tuần vừa qua. Thì chúng ta cùng điểm qua lại một chút xíu về xu thế của thị trường chứng khoán thế giới, đặc biệt là Dow Jones. Thì hiện tại thì Dow Jones đang có một cái ngưỡng hỗ trợ về đến đây, tức là khoảng tầm độ đâu đó khoảng tầm độ 25.400 điểm. Và thậm chí là có một cái mốc ở đây Hùng đã đặt ở đây, đấy là khoảng cái mốc 25.000 điểm.
Nhưng nhìn nhìn chung trên xu thế hiện tại thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là Dow Jones đã không hồi về được gần cái đỉnh, gần không không hồi về được gần cái đỉnh cũ. Và như vậy thì Dow Jones nó lại tạo thành một cái kênh xu thế ở đây, và chúng ta lại cần phải tiếp tục quan sát Dow Jones. Đó, ví dụ như là nếu như kênh xu thế này nó không không hình thành và không phá vỡ kênh xu thế này thì có thể là Dow Jones sẽ rơi mạnh. Còn về Shanghai thì Shanghai thì sau một cái nhịp rơi mạnh có một cái nhịp lình trình tích lũy ở đây, và vấn đề về Shanghai còn lại ở đây là cái mốc khoảng tầm 2.860 điểm. Phản ứng như thế nào ở cái mốc này, nếu như Shanghai tiếp tục rơi mạnh ở đây thì đấy cũng là một cái yếu tố khá là bất lợi, sẽ tác động lên thị trường chung của chúng ta, yếu tố về tâm lý. Còn chỉ số Nikkei thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy, tức là Nikkei hiện tại đang ở cái mốc khoảng tầm 21.000 điểm. 21.000 điểm là một trong những cũng là một trong những cái mốc hỗ trợ ở đây, và nếu như cái mốc này mà bị phá vỡ theo xu thế thì đấy cũng là những cái yếu tố khá là rủi ro. Như vậy thì thị trường trong tuần tới sẽ đón chờ rất nhiều những cái thông tin về thị trường chứng khoán thế giới đó, và nếu như thông tin đó nó là tích cực thì nó sẽ ủng hộ cho thị trường của chúng ta một phần nào, nhưng nếu mà nó tiêu cực thì khả năng cao là nó sẽ gây rất là xấu đối với thị trường của chúng ta. Ok, chúng ta cùng phân tích mã cổ phiếu VIX. Thì đối với VIX, trong cái nhịp vừa rồi VIX đã có một cái nhịp hồi, và khi VIX nhịp hồi về cái nhịp này, tức là VIX lại chạm về lại cái vùng ở đây là vùng 117, vùng 120. Thì sau đó thì VIX lại đang có những cái tín hiệu rơi, thì những cái tín hiệu rơi như này thì khả năng là VIX lại lại về tích lũy lại ở cái vùng đây, ở vùng thấp thấp này thôi, thấp thấp này ở đây, tức là lại về lại quanh vùng 112, khả năng là lại về lại quanh vùng 112. Nhìn trên tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì cũng có thể thấy rằng VIX đang đảo chiều xu thế, tức là đang có một pha xu thế hồi, từ pha xu thế hồi để chuyển sang một cái pha xu thế giảm giá. Thì đối với tín hiệu của VIX hiện tại thì mình đánh giá tín hiệu của VIX sẽ là tín hiệu giảm giá. Vinhome VHM thì trong những cái bản tin phân tích tuần trước, các anh chị chờ Hùng một cái. Trong những bản tin trước thì Hùng có đề cập đến Vinhome khả năng sẽ có một cái nền tích lũy ở quanh cái vùng giá, quanh vùng giá. Có thể tín hiệu âm thanh nó đang bị kém bởi vì Hùng đang ở đảo nên là không mang được các cái thiết bị đi theo. Vinhome có thể có những cái nền tích lũy ở quanh vùng giá 85, và sẽ có những cái tín hiệu hồi, thì sau đó thì Hùng có đề cập đến cái vùng hồi có thể đạt được đến ở đây, đấy là khoảng vùng 89. Khoảng vùng 89, tuy nhiên tín hiệu ngày hôm nay của Vinhome nó đã xấu khi mà dòng tiền, xung lực dòng tiền đang đi xuống, và cái mức độ mở rộng của một số các chỉ báo kỹ thuật khác thì đang cho thấy rằng Vinhome sẽ có khả năng cái xu thế mới nó có khả năng sẽ là rơi mạnh, bởi vì là Vinhome đã không hoàn thành được một cái kênh xu thế ở đây và Vinhome đã quay đầu giảm điểm rất là mạnh. Chúng ta cùng đi qua mã cổ phiếu VRE. VRE. Đối với VRE thì trong một cái nhịp hồi ở trước đây thì cũng đã có khuyến nghị các anh chị mở mua. Và sau đó thì trong những bản tin phân tích ở tuần trước thì cũng có đề cập đến là khả năng VRE sẽ có thể tiệm cận được về về cái vùng ở đây, về khoảng vùng giá 37, về khoảng vùng giá 37. Tuy nhiên là trong nhịp này thì VRE chỉ đánh được về đến vùng giá 36, về đến vùng giá 36, và sau đó thì VRE đã có những cái nhịp rơi. Và trong tuần vừa qua thì VRE, xu thế chủ đạo VRE vẫn đang là rơi, và cái phiên rơi ngày hôm nay thì cũng khá là xấu khi mà các anh chị có thể nhìn thấy những cái lượng hàng phân phối của VRE quanh vùng giá 30, 36, 37 ở đây, nó khá là mạnh. Thì chính vì cái việc mà thị trường phân phối mạnh, những cái mã cổ phiếu VRE của chúng ta đã bị phân phối mạnh như thế, thì nó dẫn đến một cái việc là cái tâm lý nhà đầu tư kết hợp với thị trường của chúng ta bị suy yếu, dẫn đến là cổ phiếu này đã đang xu thế giảm giá. Thì khi giảm thì khả năng VRE sẽ rơi về ở cái vùng ở đây, nếu như 34.5, đấy là cái vùng hỗ trợ của VRE. Nếu như tại vùng thủng, nếu như VRE bị thủng vùng 34.5 thì coi như khả năng cao thì là VRE cũng đã bị hết sóng ở trong cái nhịp này. Nếu một tính tính một cái nhịp sóng hồi ở đây thì gần như VRE cũng đã hồi về đến vùng giá 36, như thế là một cái vùng hồi cũng khá là tốt.
khá là tốt rồi so với vùng đỉnh cũ ở đây, tạo được là đây là vùng giá 37, phòng giá 37. Ok, cách cái vùng đỉnh cũ chỉ có 1.000 đồng nữa thôi. Chúng ta cùng đi qua mã cổ phiếu Vinamilk. Đối với Vinamilk, sau một cái phiên cãi mạnh ở đây, đây là cái phiên mà bị các cái nhà đầu tư nước ngoài bán rất là mạnh, ròng rã luôn. Thì sau đó thì Vinamilk đã có một cái nhịp rơi, và với những cái tín hiệu hiện tại thì Hùng Lê đang đánh giá thấy rằng dòng tiền của Vinamilk đang yếu, một số các tín hiệu kỹ thuật khác thì cũng đang cho thấy là cái đà rơi của Vinamilk chưa chưa cầm lại. Chính vì đà rơi của Vinamilk chưa cầm lại nên là cái vùng hỗ trợ tiếp theo của Vinamilk ở đây sẽ là khoảng vùng 128, tức là về lại cái vùng đỉnh, xin lỗi cả nhà, về lại cái vùng đáy cũ ở đây. Và khi Vinamilk tiệm cận về đến vùng 135-36 thì Vinamilk đã gặp cái vùng kháng cự mạnh ở đây và Vinamilk đã tiếp tục rơi. Xu thế hiện tại của Vinamilk cũng đánh giá rằng khả năng là Vinamilk vẫn đang trong một cái kênh xu thế giảm giá. Đối với SAB, trong những bản tin phân tích trước thì Hùng đã có đề cập đến SAB có khả năng đánh về vùng, SAB sẽ đánh về vùng khoảng 260 và mạnh hơn sẽ là khoảng về vùng tiệm cận đến vùng 265 ở trong cái nhịp này. Thì hiện tại thì SAB đã về đến vùng giá 265, đỉnh cao nhất là đạt được ở đây trong phiên ngày hôm nay là SAB đã về đến vùng 265 và hiện tại thì đang có những phiên phân phối ở đây, thì cũng có thể hiểu là phân phối hoặc là không phân phối. Thì nếu như SAB mà bị thủng đây vùng 260 vẫn là một cái vùng hỗ trợ của SAB, nếu SAB bị thủng vùng 260 thì khả năng cao SAB lại bắt đầu một cái nhịp rơi lại vùng nền. Còn nếu tại vùng 260 những yếu tố tạo lập không cho thủng cổ phiếu này thủng vùng 260 thì như thế thì cái target tiếp theo có thể SAB sẽ đạt được đến về vùng 280. Phân tích kỹ thuật, các anh chị lưu ý giúp Hùng Lê là phân tích kỹ thuật là tất cả những yếu tố kỹ thuật là những cái chỉ báo chậm, là những cái chỉ báo chậm, tức là khi chúng ta phải sử dụng hết được, chúng ta phải có những cái tín hiệu nến giá đóng cửa kết thúc ngày thì chúng ta mới tiếp tục phân tích được những cái xu thế tiếp theo. Thì đấy là về phân tích kỹ thuật. Mà cái ví dụ thì Hùng đã minh họa cho các anh chị rồi, ví dụ về một cô gái đi qua một ngã tư đèn xanh đèn đỏ đó. Vậy thì ví dụ SAB nếu như để về được vùng 280 thì SAB cần phải tích lũy lại vùng nền 260, còn nếu tại vùng nền 260 thủng thì như thế thì cái xu thế tiếp theo của SAB sẽ xác lập là xu thế giảm giá, các anh chị lưu ý. Chúng ta cùng đi mã cổ phiếu BVH. Đối với BVH, sau một nhịp rơi rất mạnh ở đây, thì BVH đã có một cái lực hồi và Hùng đã vẽ ở đây, đây là khoảng vùng 71 đến vùng 75. Ngày hôm nay thì BVH cũng rơi theo xu thế chung của thị trường. Tuy nhiên Hùng đánh giá rằng BVH có thể trong cái nhịp này thì chúng ta sẽ quan sát BVH ở vùng giá 76. Khả năng thì sẽ chỉnh về quanh vùng 76 một tí và lượn vòng ở đây một tí, và sau đó thì BVH lại có những yếu tố tạo lập để đánh lên, và Hùng đang kỳ vọng rằng trong nhịp này thì khả năng BVH sẽ đánh về khoảng vùng giá 85. Thì đối với BVH thì chúng ta có thể quan sát ở đây ở quanh vùng giá 76. Một số các tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì cũng chưa cho thấy rằng cái tín hiệu của BVH quá xấu, tức là khả năng cái dư địa để BVH tiếp tục tăng thì vẫn còn. Chúng ta cùng đi mã cổ phiếu Mansan, MSN. Mansan đã có một phiên đánh rất mạnh, rất tốt. Tuy nhiên ngày hôm nay thì Mansan lại rơi lại về vùng nền. Về mặt lý thuyết thì đây không phải là một phiên đánh rũ, và đây không phải là một phiên tạo lập tốt của Mansan, và như thế thì khi mà Mansan lại về lại vùng nền như này và sau một cái phiên đẩy lên tăng mạnh và lại có một phiên giảm mạnh như này thì khả năng thì Mansan vẫn lại tích lũy lại vùng nền ở quanh khoảng vùng 86.5 đến vùng 88.5 thôi. Tín hiệu kỹ thuật thì đang cho thấy rằng dòng tiền đang bị yếu đi, và khả năng thì
sang tuần tới thì xu thế của Masan lại chuyển sang cái pha xu thế giảm giá. Chúng ta cùng điểm qua cổ phiếu GAT. Đối với dòng dầu khí thì các anh chị cũng đã được cùng Lê phân tích liên tục phân tích và phân tích những cái mã cổ phiếu rất là mạnh. Những cái nhịp phân tích của GAT thì các anh chị có thể xem lại những cái bản tin trước. Và trong cái nhịp phân tích tiếp theo của GAT ở đây thì Hùng có đề cập đến cái việc là GAT đã chỉnh về kênh ở đây, kênh hỗ trợ đây là khoảng vùng giá các anh chị xem là vùng giá 105 đến vùng giá 106. Tại vùng giá này không thủng thì GAT sẽ có một cái cơ hội tiếp theo, đấy là có thể GAT sẽ đi về khoảng vùng giá 125. Tuy nhiên các anh chị có thể nhìn thấy vòng tròn Hùng nó vẽ ở đây, trước khi mà về đến vùng giá 125 thì chúng ta cần phải có những cái tín hiệu để giúp GAT vượt cái vùng 115 đã. Khi GAT vượt vượt được vùng 115 thì lúc đó chúng ta mới tính đến cái target ở trên này. Tuy nhiên khi về đến đâu ạ? Về đến vùng khoảng vùng 100, tức là về đến vùng đỉnh cũ anh chị ạ, về đến khoảng vùng đỉnh cũ theo đến tuần tức khoảng tầm 113 thì GAT đã điều chỉnh giảm. GAT đã điều chỉnh giảm thì đối với GAT Hùng vẫn khuyến nghị với các anh chị đây là GAT đang chạy những bước sóng cuối cùng. GAT đang chạy những bước sóng cuối cùng, chính vì vậy nên là chúng ta phải hết sức thận trọng khi mà chúng ta đầu tư ở GAT ở những cái giai đoạn hiện tại. Và những tín hiệu rơi như này thì GAT lại rơi về vùng 105 và 106. Nếu như GAT bị thủng vùng 105 thì những anh chị nào chúng ta đang cầm GAT thì chúng ta cũng nên tất toán GAT, bởi vì như thế là GAT đã tạo thành một cái mô hình hai đỉnh ở đây. Và cái xu thế chủ đạo GAT nó lại bắt đầu chuyển sang một pha xu thế chủ đạo là pha xu thế giảm giá. PVD. Đối với PVD đúng không ạ? Đối với PVD Hùng sẽ nếu như những anh chị nào mà xem những cái bản tin phân tích của Hùng Lê liên tục thì các anh chị sẽ thấy được Hùng rất là bám sát những cái tín hiệu, những cái tín hiệu của cổ phiếu. Trong cái bản tin Hùng không nhớ là bản tin tuần 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 trước đúng không ạ? Tuần trước nữa. Một anh chị đã có comment hỏi Hùng là dòng dầu khí thì như nào, và sau đó thì Hùng Lê có đánh giá gì đối với hai mã cổ phiếu PVD và PVS đúng không ạ? Các anh chị có thể xem lại ở trong những cái bản tin trước ở đây, những cái bản tin trước ở đây. Đây, trong cái bản tin của tuần từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 5, các anh chị có hỏi Hùng Lê đây thì Hùng đã có những cái câu trả lời, những cái câu trả lời giúp cho quý anh chị nhà đầu tư để chúng ta có thể chủ động hơn trong giao dịch. Và các anh chị có những cái thắc mắc về các cái mã cổ phiếu, các anh chị có thể comment lên ở dưới những cái bản tin hàng tuần thì Hùng Lê sẽ trả lời các anh chị đó. Ví dụ như vậy thì các anh chị cũng có thể nhìn thấy được Hùng đã xây dựng những cái kịch bản cho PVD và PVS cho các anh chị. Và nếu như những anh chị nào mà xem được những cái comment này của Hùng Lê hoặc là xem được những cái bản tin của Hùng Lê thì chắc chắn anh chị đã chốt được PVD và PVS ở những cái gọi là tốt nhất, những cái gọi là tốt nhất đúng không ạ? Thì đối với PVD trong nhịp này tức là trong một cái nhịp từ chỉnh từ vùng về vùng 17 và sau đó thì Hùng tiếp tục bẻ kịch bản của PVD sẽ đánh về vùng 21. Về vùng 21 và như vậy thì trong nhịp này thì Hùng cũng đã phân tích hoàn thành cái sóng của PVD. Và về đến vùng 21 thì Hùng cũng khi mà về đến vùng 21 thì Hùng cũng có những cái tiên lượng, tức là sẽ có những cái phiên kéo xả ở đây, kéo xả có thể là kéo xả về thậm chí là về vùng 22, các anh chị có thể xem lại. Về vùng 22 và chính những cái phiên kéo xả này đó là những cái phiên mà chúng ta sẽ cần phải ra chốt lời. Hùng đã khuyến nghị các anh chị chốt lời ở vùng 21 và với cái quan điểm của Hùng Lê hiện tại thì Hùng chưa có tính đến cái nhịp sóng hồi tiếp theo của PVD, nhưng về đến vùng 21 cũng là vùng hết sóng của PVD và xu thế hiện tại của PVD vẫn là xu thế giảm giá. Và hiện tại chúng ta thấy rằng những phiên phân phối mạnh, tức là nhà đầu tư đã bán bằng mọi giá của để tháo chạy PVD.
Và chúng ta cũng nhìn thấy dòng tiền thì đang rất là yếu và một số các cái tín hiệu kỹ thuật khác thì cũng đang cho thấy rằng PVD đang có một cái xu thế giảm giá rất là mạnh. Đối với PVS, PVS thì Hùng cũng đã có phân tích nhịp đầu tiên từ vùng giá 19 và sau khi hoàn thành target của PVS ở khoảng vùng giá 23 thì về vùng giá 22 thì chúng ta tiếp tục bẻ kịch bản của PVS để PVS có thể tiệm cận về đến vùng giá 24 đến vùng giá 25. Thì như vậy là PVS đã về đến vùng giá 25, 25. Vâng, đã về đến vùng giá 25. Đây. Tức là đã hoàn thành cái mục tiêu của chúng ta, đấy là về vùng giá 25 và tại vùng giá này thì PVS sẽ có những cái phiên kéo xả ở đây và đấy là những cái phiên hồi, những cái lực hồi thì đấy cũng là cái cơ hội để những anh chị chúng ta hiện thực hóa lợi nhuận. Trên tín hiệu hiện tại thì Hùng thấy rằng PVS đang chuyển pha xu thế, giảm giá và nếu như cái phiên ngày thứ hai tuần tới đấy là ở vùng giá 24, PVS không lấy lại được vùng giá 24 và PVS tiếp tục rơi. Thì như thế thì PVS đã chính thức là hoàn thành cái target của chúng ta phân tích ở đây và sẽ bước vào một cái nhịp giảm giá ở đây từ vùng giá 25 và PVS sẽ bắt đầu rơi. Ok. Chúng ta cùng qua một mã cổ phiếu về dòng dầu khí nữa là PLX. Đối với PLX thì quan điểm của Hùng Lê là trong những cái nhịp sóng mà Hùng Lê khuyến nghị ở đây đấy là ở vùng giá 60.5 đến khoảng vùng giá 61 và cái đích đến của PLX ở trong cái nhịp này thường đang đánh giá ở vùng giá 68 đến vùng giá 69, thậm chí là có những nhịp đánh mạnh thì PLX có thể tiệm cận đến về vùng giá 70. Tuy nhiên trong cái nhịp sóng trong trong cái bối cảnh chung của thị trường thì ngày hôm nay PLX cũng đã bị bán rất mạnh, và cái target đạt được đến ở đây của PLX đấy là đạt được đến khoảng vùng giá 67.5 đến vùng giá 67.5, tức là cách khoảng cái vùng target của chúng ta phân tích độ độ khoảng tầm độ 0.5 line nữa thì coi như là kết thúc. Vậy thì đối với PLX kịch bản hiện tại cho quý anh chị nhà đầu tư như sau: nếu như PLX ở đây PLX có một cái vùng ở đây là khoảng cái vùng giá Hùng đang đánh giá khoảng vùng giá 66 65.5 đi. Ở vùng giá 65.5 nếu như PLX bị thủng vùng 65.5 thì ok, chúng ta cũng sẽ phải xem xét để chúng ta chốt chốt PLX bởi vì xu thế thị trường chung của chúng ta đang có những cái dấu hiệu. Tí nữa thì Hùng sẽ phân tích sau. Một cái mã cổ phiếu nữa là BSR. Thì đối với BSR vẫn là một cái trạng thái gọi là lình trình tích lũy, nói chung là nó cũng chưa có những cái tín hiệu đặc sắc, chưa có những cái tín hiệu đặc sắc ở đây đó, chưa có những cái tín hiệu đặc sắc. Và với BSR thì chúng ta cũng chỉ mua ở một cái góc độ gọi là mua thăm dò 1/3 số định mua ở quanh cái vùng này thôi. Những cái mã cổ phiếu đánh hiện tại thì BSR không có những yếu tố tạo lập, không có những yếu tố tạo lập tốt như là những cái nhịp nhịp trước nữa. Ok, chúng ta cùng qua một số cái mã cổ phiếu về ngân hàng. Để thị trường của chúng ta hội tụ về 1.000 điểm thì chúng ta cần phải có nhóm ngành ngân hàng, chắc chắn là như thế. Tuy nhiên nhóm ngành ngân hàng đã thể hiện một cái sức khá là yếu, khá là kém. Thì đối với Vietcombank, nhịp và target phân tích ở đây về vùng giá 70 đã hoàn thành. Sau đó từ cái nhịp hồi này từ vùng giá 65 thì cũng đang có một cái kịch bản đề ra cho Vietcombank, đấy là Vietcombank có thể đánh tiệm cận lại về vùng đỉnh cũ ở đây, quanh vùng giá 69, nhưng mà thực tế là Vietcombank chỉ về được đến đây là vùng giá 68 chấm Hùng người cho 68.5, tức là cũng chỉ cách cái ngưỡng phân tích của chúng ta khoảng tầm 0.5 line thì Vietcombank bắt đầu rơi, và những cái tín hiệu rơi như hiện tại như thế này thì Hùng đánh giá rằng Vietcombank cũng đang rơi vào một cái xu thế xấu. Xu thế xấu, các anh chị đang cầm nắm giữ Vietcombank chúng ta cũng có thể canh các cái nhịp hồi kỹ thuật để chúng ta cũng có thể thoát thoát hàng, hoặc là chúng ta có thể hạ bớt tỷ trọng bởi vì đánh giá xu thế Vietcombank đang xấu dần đi.
Hoàn toàn tương tự như Vietcombank thì đối với Bit thì cũng đang tính ở một cái kịch bản có thể là Bit sẽ hội tụ ở khoảng giá 30, thì tích lũy lại. Thì đối với xu thế hiện tại Bit đã có một cái nhịp hồi ở đây, nhưng mà cái phiên rơi ngày hôm nay thì như thế thì Bit lại bị đánh mất cái tính cái tính 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 tích cực của cái nhịp hồi này, của cái phiên ngày hôm nay. Và khả năng thì nếu chưa về đến vùng giá 30 thì khả năng Bit cũng sẽ rơi chạm về khoảng đâu đó cái vùng đáy cũ của nó đây, khoảng vùng 31 đó, khoảng vùng 31. Ok, đối với tín hiệu của Bit thì không có gì xuất sắc ở giai đoạn hiện tại. Mà chúng ta cùng qua công thương CTG. Đối với CTG thì một số các tin nhắn, tức là một số các khuyến nghị trên Zoom thì cũng có đánh giá ở vùng 21. CTG cần phải có những cái phiên tạo lập đánh lại về vùng 21. Thì hiện tại thì CTG vẫn chưa thủng vùng 21, như thế có nghĩa là chưa chưa quá xấu, thì khả năng thì sẽ vẫn lình xình ở quanh vùng 21. Và CTG cần phải muốn đi tiếp thì CTG cần phải hiện thực hóa được cái vùng 21 này, vùng 21 này tích lũy ở đây, và cần phải có những phiên đánh mạnh những cây nến xanh mạnh lên. Đấy, những cây nến xanh mạnh lên như này thì mới có cơ hội đi tiếp. Còn hiện tại thì xu thế lình xình đi ngang. Thì khuyến nghị đối với công thương thì các anh chị cũng có thể đầu tư mua ở quanh vùng giá 21, nhưng chúng ta sẽ mở mua khoảng tầm 1 phần 5 số định mua để chúng ta lấy vị thế và chúng ta tiếp tục quan sát những cái xu thế tiếp theo của thị trường. Đối với ACB thì ngày hôm nay ACB vẫn là một cái trạng thái ở quanh vùng 29, quanh vùng 29 đến vùng 20 đến vùng 30. Nói chung là thanh khoản của dòng tiền thì đang bị khá là thấp. Nói chung là cái nhóm ngành ngân hàng hiện tại đang khá là xấu. Xu thế chủ đạo của ACB có khả năng vẫn là một cái xu thế lình trình đi ngang thôi, chưa có những cái nét đột biến. Chúng ta cùng qua mã cổ phiếu STB cũng nằm trong rổ VN30, xấu, một trạng thái đi ngang. MBB đã có một cái vùng phân phối ở đây khá là dài quanh vùng giá 22. Trong tuần vừa qua thì MBB cũng đã có những cái tín hiệu khá là tốt, tuy nhiên là phiên cuối tuần thì đã trả lại về đến cái vùng nền. Với tín hiệu hiện tại của MBB lại hình thành nên một cái gọi là một cái vòng luẩn quẩn ở đây. Ok, vòng luẩn quẩn có đúng nhỉ? Đúng thế, đúng cái vòng luẩn quẩn, nó giống ACB, tức là nó cứ chạm đến khoảng tầm vùng 21.5 thì nó rơi, và chạm đến khoảng tầm vùng 21 thì nó lại bật lên đấy. Nó khá là rích rắc. Thì đối với tín hiệu hiện tại của MBB thì cũng chưa nhìn thấy những cái yếu tố tạo lập nào. Đối với HCM thì đã có khuyến nghị các anh chị mở mua ở trong cái phiên phiên đây là phiên ngày mùng 8 tháng 5. Khi HCM đang có những cái tín hiệu bứt ra khỏi vùng đáy, sau đó thì HCM đã được quanh khoảng vùng giá khuyến nghị ở đó, ở đây khoảng vùng giá 24, thì đạt được đến khoảng vùng giá 26. Thì trong những bản tin phân tích trước thì cũng có đề cập đến ở đây khoảng cái vùng vùng cản mạnh của ấy đấy, của HCM khoảng quanh vùng 26.5. Thì khi chạm chạm đến về vùng 26, thực ra cái vùng cản mạnh của ấy là sẽ từ vùng 26 đến vùng 26.5, và chạm về vùng 26 thì HCM lại đang rơi và lại rơi vào trong một cái khuôn đây, vùng 24 đến 25.5. Thì như vậy thì tín hiệu xấu thì cũng chưa hẳn là xấu. Ở đây Hùng sẽ quan sát tiếp HCM ở khoảng quanh vùng 24.5. Ok, hồi tụ ở vùng 24.5, nếu như vùng 24.5 này bị thủng thì coi như HCM cũng không còn cơ hội để đi tiếp. Còn nếu tại vùng 24.5 HCM không bị đánh thủng ở vùng 24.5 thì cái cơ hội tức là cái target để Hùng đang đặt ra đấy khoảng về khoảng vùng giá 20 29, khoảng về đến vùng 29 đến vùng 30, thì chúng ta cần phải quan sát HCM ở những phiên tiếp theo. SSI thì cũng đã có khuyến nghị ở đây, tức là trong phiên vùng mở mua tối đa của SSI ở vùng 25.5 trong ngày 15 tháng 5.
Tuy nhiên là cũng chỉ đạt được đến đâu đó 26, và sau đó thì SSI lại rơi lại về vùng nền ngày hôm nay. Thì với những tín hiệu hiện tại của SSI, thì đang có một cái yếu tố khá xấu với việc là dòng tiền bị giảm, yếu tố dòng tiền bị giảm, và khả năng thì SSI lại lại không không thể về được cái vùng ở đây, vùng 28 ở đây. Và cái xu thế tích lũy trở trở lại, tức là khả năng là tích tích lũy trở lại ở quanh những vùng đây, tức là sẽ giảm về đây, và từ đây lình xình thì cái cơ hội để mà đi tiếp ở đây thì chúng ta sẽ xem xét ở quanh vùng ở đây, khoảng vùng giá 25, khả năng thì hội tụ tại vùng 25 và sẽ có những cái tích lũy ở đây, thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát SSI ở vùng giá 25. Thêm một mã chứng khoán nữa Hùng sẽ nói luôn, đấy là SHS. SHS thì khi đó thì Hùng có nhìn thấy ở đây, ở một cái vùng tích lũy của SHS ở vùng 11.5 đến vùng 12 thì Hùng đã có chart ở trên room. Tuy nhiên những cái yếu tố ở xu thế xấu cùng với việc là cây nến ở trong tuần, đây là cây nến này, SHS không vượt thoát lên được. Đấy, trong những cái kịch bản Hùng phân tích là cần phải có những yếu tố ABC để cổ phiếu này có thể xác nhận được xu thế đi lên. Tuy nhiên là SHS lại trả lại vùng nền, và trả lại vùng nền trong khung này. Thì khi trả lại vùng nền như này thì SHS lại tiếp tục khả năng là sẽ có những phiên đi ngang quanh vùng 11.5 đến vùng 12. Chúng ta cùng phân tích mã cổ phiếu Hòa Phát, FPT và Z, HPG. Đối với HPG thì cũng đang quan sát HPG ở quanh vùng giá 32, thì cũng có chart ở trên room, thì vùng giá 32 là vùng giá có thể mở mua ở trong nhịp đầu tư này. Tuy nhiên là tại sau khi mà mua tại vùng 32 thì đến hiện tại thì bây giờ cũng đã trả về vùng nền 32, và như thế thì cái xu thế hiện tại khi mà HPG không có những yếu tố tạo lập thì nền giá 32 vẫn là một cái nền tích lũy, chưa có những yếu tố đột biến của Hòa Phát ở trong nhịp này. Ok. FPT. FPT sau chia thì đang khá là tốt, sau khi chia thì đang khá là tốt, khi mà có một cái lượng lượng thanh khoản cũng khá là nhiều. Tuy nhiên đối với FPT thì các anh chị lưu ý giúp Hùng ở cái vùng ở đây. Nếu như một cái vùng tích lũy đi ngang ở quanh vùng giá 46, tại vì FPT thì ở trong một cái nhịp trước thì cũng đã có phân tích rồi. Nếu như FPT vẫn tiếp tục lình xình ở quanh vùng 46 đến vùng 45 ở trong một trạng thái dài thì các anh chị lưu ý. Cũng có thể là cái cách phân phối của nhà tạo lập, không người ta không phân phối luôn, mà người ta phân phối từ từ, và hút những cái dòng tiền của các cái nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ vào để chúng ta mua. Bởi vì cái Hùng đánh giá rằng cái vùng giá 46 cũng là một vùng kháng cự khá là mạnh của cổ phiếu FPT. Giai đoạn hiện tại thì không khuyến nghị các anh chị đầu tư, bởi vì nó cũng đã lên được khá là nhiều rồi, chúng ta không tham gia nữa. Đối với J thì trong những cái bản tin phân tích trước thì Hùng đánh giá rằng nhịp hồi của J khả năng sẽ hồi về được đến vùng 33.5. Thì xu thế hiện tại dòng tiền yếu và cái nhịp hồi của J thì cũng đã được xác lập, và ở những tín hiệu tạm thì những anh chị nào đang cầm nắm duy thì chúng ta cũng thể canh những cái nhịp để chúng ta có thể ra hàng ở quanh vùng giá 33. Chúng ta cùng điểm qua mã Novaland VCG. Novaland thì vùng nền 56 đến vùng nền 57, và thường có những cái yếu tố tạo lập để đánh tiệm cận về vùng 59 đến 60 và sau đó lại rũ hết. VCG. Đối với VCG thì trong những bản tin phân tích trước thì cũng có đề cập đến khả năng là VCG có trong cái nhịp giảm này, VCG có thể giảm chỉnh về đâu ạ? Về vùng khoảng vùng 25 ở đây. 24.8 đến khoảng vùng giá 25, 24.8 đến vùng 25. Thì trong phiên ngày hôm nay VCG lại có một cái yếu tố, tức là hình thành được cái vùng nền ở đây, thì cũng đang đánh giá khả năng là sẽ ở vùng 26.
Nhưng mà những cái yếu tố mà để mà tạo lập để mà VCG có những nhịp đi tiếp theo thì hiện tại Hùng chưa nhìn thấy, nhưng mà ít nhất là cái nền tích lũy của VCG ở đây đánh về vùng 26 như thế cũng là nó cũng khá là hợp lý theo những cái yếu tố kỹ thuật, khá là hợp lý theo những cái yếu tố kỹ thuật của VCG, và những cái tín hiệu hiện tại của VCG thì nó cũng đang tốt hơn cả so với những cái mã cổ phiếu khác, và Hùng đang đánh giá khả năng là VCG sẽ có nhịp hồi. VCG sẽ có nhịp hồi từ vùng giá 26, vùng giá 26. Nếu những anh chị nào mà yêu thích cổ phiếu VCG, chúng ta hoàn toàn có thể canh ở vùng khoảng 26.5 để chúng ta có thể tham gia đánh cái nhịp hồi của VCG trong trong cái nhịp này. Hùng đánh giá rằng khả năng VCG sẽ có một cái nhịp hồi. Và hồi về đâu thì đầu tiên là phải về đến vùng đỉnh cũ của VCG đây đã, đúng không ạ? Khi về đến vùng đỉnh cũ rồi sau đó thì chúng ta mới tính toán tiếp được những cái target tiếp theo của VCG. Chúng ta cùng phân tích một mã cổ phiếu BMP nhựa Bình Minh. Bình Minh có một cái lực cầu bắt đáy ở tại vùng giá khoảng 45 khá là mạnh. Tuy nhiên là ngày hôm nay thì Bình Minh lại rơi trả về gần đến vùng giá 45. Vùng rơi của Bình Minh thì hiện tại thì cũng đang đánh giá là những vùng rơi này thì đang là theo xu thế chung của thị trường, còn cái vùng 45 vẫn là một cái vùng hỗ trợ của Bình Minh ở trong cái giai đoạn hiện tại, thì chúng ta sẽ quan sát tiếp những cái phiên tiếp theo của thị trường và những cái phiên tiếp theo của Bình Minh để chúng ta xem cái xu thế của Bình Minh ở đây ở vùng giá 45 sẽ phản ứng như nào. Và trong những cái bản tin trước thì cũng có đề cập đến việc là Bình Minh sẽ có một cái vùng cản khá là dài ở đây. Thì thường là khi rơi về vào cái vùng cản đó thì cổ phiếu thường sẽ bị dội lại. Và đặc biệt là khi mà xu thế thị trường của chúng ta bị xấu đi thì cái mức độ dội lại của nó sẽ rất là mạnh. MWG thì trong những cái phân tích trước đây của Hùng Lê ở vùng giá 83 thì Hùng có đề cập đến việc là MWG khả năng sẽ về đến vùng giá 88, tức là về đến vùng cái đỉnh cũ ở đây. Ngày hôm nay thì MWG đã vượt vùng giá 88 và đóng cửa vùng giá 88.7, thì với một cái lực cầu khá thế thì chúng ta lại khi mà về đến vùng 88.7 này thì Hùng đang đánh giá rằng khả năng là sẽ đánh cái cơ hội để chúng ta đầu tư tiếp theo của MWG thì bây giờ hiện tại nó là mong manh, bởi vì sao? Bởi vì là khi mà lên đến cái gần vùng ở đây khoảng vùng giá 92 đến vùng giá 93 ở đây thì nó cũng sẽ gặp những cái vùng kháng cự mạnh thì những yếu tố tạo lập có thể là sang tuần tới sẽ đánh chạm về mốc 90, có thể đánh chạm về mốc 90 và sau đó test test chỉnh nhẹ về 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 đây về lại đây, và sau đó thì sẽ có những cái phiên để phát đi những cái tín hiệu tiếp theo của MWG. Thì đối với MWG thì có hai xu hướng: một là các anh chị có thể chốt dần khi MWG qua vùng giá 88 để chúng ta cũng hiện thực hóa bảo toàn lợi nhuận. Chúng ta phân tích tiếp mã cổ phiếu TV2. TV2 cũng là một mã cổ phiếu khá là tốt. Hiện tại thì TV2 đã vượt đỉnh rồi. TV2 đã vượt đỉnh và TV2 thì cũng khá là tốt, khi mà các anh chị có thể nhìn thấy những cái trend sóng của TV2 đi rất là đẹp, rất là đẹp. Thì trong trong cái nhịp này thì Hùng đang đánh giá khả năng TV2 sẽ tiệm cận về khoảng vùng giá 180. Khả năng là TV2 về đến vùng giá 180 ở đây thì nó cũng hợp lý. Và những cái tín hiệu hiện tại thì có thể TV2 sẽ test lại ở quanh vùng giá 155. Quanh vùng giá 155 ở đây này, ở đây, và sau đó thì cái nhịp mà để đi về vùng 180 thì khả năng là nó sẽ thành hiện thực. Và những anh chị nào mà đang cầm nắm giữ TV2 thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát. Nếu như TV2 không bị không thủng ở vùng giá 155 thì cái cơ hội đi tiếp của TV2 là còn. Chúng ta cùng phân tích mã cổ phiếu PNG. Đối với PNG thì cũng là một cái mẫu hình cổ phiếu vượt đỉnh. Tuy nhiên là PNG thì vượt đỉnh đấy là vượt đỉnh ngắn hạn thôi, còn PNG có một cái đỉnh ở đây, đấy là 110. Đỉnh 110 và sau đó thì sẽ có đỉnh 120.
Thì hiện tại P&G đang tiệm cận đến đỉnh 110 và đang có một cái lực, đang có những cái phiên kéo xả tương đối mạnh ở đây, tương đối mạnh ở đây. Thì quan điểm của ông đây là khi gặp những cái phiên kéo xả mạnh như này thì quan điểm của chúng ta quan sát hơn là chúng ta tham gia ở trong một cái xu thế hiện tại như vậy. Và một cái yếu tố hỗ trợ dưới đấy là khoảng vùng giá 107. Nếu như thủng vùng 107 với vol xác nhận khoảng tầm độ 1 triệu đến 1 triệu rưỡi thì như thế là các anh chị đang cầm nắm giữ PNG thì chúng ta cũng có thể xem xét để chúng ta chốt dần và thậm chí là chốt hết. Ok, thì chúng ta vừa mới phân tích tình hình thị trường trong tuần vừa qua, và chúng ta cũng nhìn nhận lại ở một số cái góc cạnh về các cái mã cổ phiếu, một các mã cổ phiếu, các cái dòng dầu khí, dòng về xây dựng và nhóm ngành ngân hàng, chứng khoán, vân vân. Thì nhìn trên một cái xu thế hiện tại thì chúng ta cũng thấy rằng là một gần như cái lực đỡ của thị trường của chúng ta hiện tại đã bị mất. Cái phiên thứ sáu, tức là cái phiên ngày hôm nay là cái phiên mà thị trường của chúng ta đã bị đánh vỡ hết tất cả những cái thành quả của chúng ta. Từ cái mốc 950 lên đến tận mốc 980, và cái phiên ngày hôm nay là cái phiên đánh phá, cái phiên đánh phá hết tất cả những cái thành quả của chúng ta. Và Hùng đang đánh giá rằng với một việc là những cái yếu tố ở bên ngoài nó cũng đang có những cái tác động thiếu tích cực lên thị trường chứng khoán Việt Nam, cùng với đó là cái nền tảng, các anh chị lưu ý nền tảng của thị trường, nền tảng của thị trường của chúng ta đang đang yếu. Và cái tâm lý của nhà đầu tư thì khi mà thị trường của chúng ta không tiệm cận lại được đến vùng 1.000 điểm thì thường là mọi người sẽ có một cái xu thế bán ra. Đó. Vậy thì xu thế tuần tới sẽ là một tuần hết sức là khó khăn, sẽ là một tuần hết sức là khó khăn của thị trường. Vùng 970 thì Hùng đang có tiên lượng là khả năng là khó giữ lại ở vùng 970, bởi vì hiện tại thì Hùng không nhìn thấy nhiều những yếu tố tích cực để giúp thị trường có thể trụ được ở vùng 970. Và một cái việc mà khi đã có một cái tín hiệu gãy mạnh này thì Hùng đang có đang 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 có tiên lượng là khả năng thì sẽ có dập dìu, tức là thị trường của chúng ta sẽ dập dìu một hai phiên ở đây, dập dìu một hai phiên ở quanh khoảng vùng 970, 970 cho đến khoảng tầm 972, 973, khả năng sẽ dập dìu ở quanh quanh đây và sau đó thì sẽ tiếp tục rơi, và rơi thì sẽ chạm lại về vùng 950, rơi sẽ chạm về vùng 950, và tại vùng 950 thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát những cái tín hiệu tiếp theo của thị trường. Còn về cơ bản là phiên ngày hôm nay chính thức xác nhận là thị trường đang chuyển từ pha xu thế tích cực sang pha xu thế tiêu cực, và tất cả những cái việc đánh gãy của phiên ngày hôm nay đã xóa bỏ toàn bộ những cái nỗ lực của VN Index của chúng ta. Và chúng ta có thể xem ở trên và hoàn toàn tương tự, không biết là Hùng không biết là cái phần mềm này Hùng lâu Hùng không kiểm tra cái mã VN30 F1M này, thì không biết là hình như là đang cập nhật phái sinh, đang cập nhật phái sinh. Hiện tại thì chúng ta cũng thấy rằng là cái lực đánh cũng khá là mạnh, và cái xu thế chủ đạo của thị trường của chúng ta vẫn là đang chuyển từ pha xu thế hồi sang pha xu thế giảm giá. Còn về cơ bản của HNX Index thì ngày hôm nay đã có một phiên đánh tạ dã man và tàn bạo khi mà rơi rơi sâu hẳn xuống đến vùng gần đến vùng, tức là thủng vùng 104 và sau đó thì kéo lên, tuy nhiên là vẫn đóng cửa dưới vùng giá 106, như thế nó cũng khá là xấu, và dòng tiền thì đang đang bị yếu đi, và một số các tín hiệu kỹ thuật khác thì đang cho thấy rằng là cái đà 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 rơi của HNX Index khả năng sẽ là tiếp tục. Và chính vì cái phiên ngày hôm nay nó cũng phá vỡ đi một cái kênh xu thế hình thành trước đó của HNX Index ở đây. Và khi hình phá vỡ đi như vậy thì rõ ràng là xu thế của thị trường của chúng ta bị xấu đi rất nhiều. Đó. Như vậy thì là thị trường trong tuần giao dịch cuối cùng của tháng 5 sẽ là một tuần đầy sóng gió.
Sẽ là một tuần đầy sóng gió và sẽ là hết sức khó khăn, sẽ là hết sức khó khăn cho chúng ta. Và những anh chị nào mà chúng ta đang ở những cái vị thế mua, vị thế nắm giữ cổ phiếu thì chúng ta cũng có thể xem xét để chúng ta hạ dần tỷ trọng để đảm bảo an toàn tài khoản của chúng ta. Và đặc biệt những anh chị nào đang sử dụng margin thì chúng ta cũng cân nhắc để chúng ta phải tháo ngay margin, phải tháo ngay margin. Đấy là quan điểm của Hùng Lê. Hùng Lê luôn nhìn thị trường ở góc độ là nhà đầu tư, chứ Hùng Lê không nhìn thị trường ở góc độ là nhà môi giới. Bởi vì bản thân những cái chia sẻ của Hùng Lê ở xuyên suốt 50 bản tin video, hiện tại bây giờ đã là 55 bản tin ở trên kênh của chúng ta, trên kênh của chúng ta đúng không ạ? 55 bản tin thì 55 bản tin đó Hùng luôn chia sẻ một cách rất là chân thành, phải nói là như thế. Những cái gì Hùng biết thì Hùng đều chia sẻ để lấy để cho quý anh chị nhà đầu tư của chúng ta có những cái góc nhìn, có những góc nhìn tốt hơn về thị trường, chứ Hùng không có một cái ý gì cả. Và đặc biệt là Hùng khác với những anh chị làm nghề, đó là trong những cái quan điểm mua bán, kể cả những cái quan điểm mua bán mà Hùng Lê khuyến nghị ở trên room, Hùng Lê luôn cố gắng tìm kiếm được những cái mã cổ phiếu tốt nhất cho các anh chị đầu tư. Và khi có những tín hiệu xấu thì Hùng Lê luôn khuyến nghị các anh chị là chúng ta có thể mua tỷ trọng thấp, chúng ta có thể đứng để quan sát thị trường. Chứ Hùng Lê ít khi chưa các anh chị có thể xem lại, ít khi Hùng Lê thấy xu thế thị trường xấu, Hùng Lê lại cứ khuyến nghị các anh chị mua đi, mua đi, mua đi, bán đi. Đó, những cái đó là những cái mà nó rất là không ok, và đó chính là cái bạc ở trong nghề. Tức là mọi người thường bảo đấy, cái nghề nó rất là bạc, bạc nó bạc bạc. Tại sao bạc? Bạc nó nằm ở những cái chỗ đấy, bạc nó nằm ở những cái quan điểm sai lệch về góc nhìn của chúng ta, về góc nhìn của những anh chị làm nghề đưa đến cho nhà đầu tư, dẫn đến là nhà đầu tư mới có những cái góc nhìn phản cảm lại với chúng ta. Chứ nếu mà chúng ta làm tốt, chúng ta ok, chúng ta luôn luôn sát cánh, chúng ta luôn luôn đồng hành với nhà đầu tư đó, chia sẻ những cái sự khó khăn cũng như lúc những thị trường khó khăn, lúc mà chúng ta chỉ ra cho quý anh chị nhà đầu tư của chúng ta phía trước là ổ gà, phía trước là hố voi, đúng không? Hoặc là phía trước là đường thẳng, thì như vậy thì nhà đầu tư luôn luôn là happy, nhà đầu tư luôn luôn đứng về chúng ta. Tất nhiên là gì? Hùng chia sẻ rất nhiều rồi, đó là phân tích kỹ thuật, là chúng ta sử dụng dữ liệu quá khứ để chúng ta tiên lượng một cái con đường trong tương lai đó. Vì chính vì vậy, và tất cả những cái chỉ báo kỹ thuật là chỉ báo chậm, dẫn đến cái việc là ok, chúng ta có thể tiên lượng đúng hoặc chúng ta có thể tiên lượng sai đó. Nhưng khi mà chúng ta dành những cái công sức vào để chúng ta phân tích, nhìn nhận rồi đặt lên đặt xuống một cái vấn đề nào đó, thì Hùng tin rằng tức là cái xác suất để chúng ta đúng trên cái xác suất để chúng ta sai là nó là sẽ có một cái sự chênh lệch rất là lớn. Nó ví dụ như vậy, bởi vì là bản thân là chúng ta không đoán mò, không đoán non, chúng ta phân tích, chúng ta dựa vào những yếu tố cơ cốt lõi của thị trường, nền tảng của thị trường để chúng ta đưa ra một cái xu thế nhận định nó để giúp cho cộng đồng nhà đầu tư. Thì Hùng Lê cũng rất là mong muốn xây dựng một cái cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta ngày càng lớn mạnh, ngày càng lớn mạnh hơn và ngày càng phát triển hơn, để làm sao để chúng ta, thứ nhất là chúng ta tồn tại được ở trên thị trường và chúng ta có được một cái quá trình đầu tư lâu dài ở trên thị trường. Ok, thì đấy là những cái góc nhìn của Hùng Lê, thì Hùng Lê vẫn luôn chia sẻ với quý anh chị như vậy. Và đến phần thứ ba thì chúng ta sẽ cùng điểm lại một số các cái mã cổ phiếu mà liên tục chúng ta theo dõi ở trong thời gian vừa qua, cũng như khuyến nghị các anh chị mở mua. Nam Long, NLG. Đối với Nam Long, khi Hùng đã phân tích ở đây, các anh chị có thể xem những bản tin rất là sớm của Hùng Lê từ vùng 26.5 đến vùng 27.3. Thì hiện tại Nam Long đã đi lên, xây thành rũ. Và một số các anh chị có hỏi Hùng là bây giờ hiện tại thì Nam Long cái cơ hội như thế nào? Cái cơ hội như thế nào? Thì trong một cái bối cảnh thị trường đang khá là xấu, thì cái target đầu tiên của Nam Long, ok, đã hoàn thành. Đấy là target Hùng đã phân tích cho quý anh chị nhà đầu tư. Từ vùng nền 27 và về đến ở đây là vùng nền 31, target này đã hoàn thành rồi.
31, ok, đã hoàn thành. Và khi mà target này đã hoàn thành thì Hùng quan sát tiếp những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại của Nam Long. Và Hùng đang có một cái ý tưởng là khả năng Nam Long sẽ đánh vượt đỉnh, tức là sẽ đánh vượt vùng 33, có những cái phiên kéo xả ở vùng 33 đến vùng 34 ở đây. Và để thỏa mãn cái điều kiện đó thì sao? Thì Nam Long nó phải có một cái yếu tố đấy, tức là cái nền chốt chặn là 30 phải không được gãy, không được gãy. Và cái tín hiệu gãy của Nam Long ngày hôm nay Hùng đánh giá là tích cực. Khi mà Nam Long chỉ bị lấp nhẹ một cái tín hiệu trước đó thôi, tức là ở đây cái vùng khoảng cái vùng giá 30.5 của Nam Long vẫn vẫn ok, tức là Nam Long vẫn trụ được trên vùng 35, 30 và thậm chí là vùng 30.5, rất là ok. Thì cái cơ hội để đi tiếp của Nam Long vẫn còn. Với những anh chị nào mà chúng ta đang nắm giữ Nam Long thì chúng ta vẫn một là chúng ta sẽ chốt cái cách để chúng ta hiện thực hóa, thì chúng ta có thể hiện thực hóa khoảng tầm độ 50% tại vùng giá 50% tại vùng giá 31, và sau đó thì 50% còn lại chúng ta sẽ chờ, chúng ta sẽ chờ những cái target tiếp theo. Và nếu như cái vùng giá 31 mà Nam Long không trụ được và Nam Long bị bay vùng giá 31 thì lúc đó chúng ta sẽ chốt nốt cái phần còn lại. Đó thì cái cách chốt lời nó như vậy. Chúng ta cùng điểm qua mã cổ phiếu tiếp theo, SDI. Quý anh chị nhà đầu tư rất xin lỗi một tí, bởi vì vì hôm nay đang ở đảo và Hùng có mang cả gia đình đi, dẫn đến là thằng cu của Hùng Lê thì mới được có 11 tháng, dẫn đến là cậu rất là quậy phá. Ok, đối với SDI thì trong những cái bản tin phân tích ở trước đây thì Hùng có đề cập đến việc SDI có thể trong nhịp này sẽ đánh tiệm cận về khoảng vùng giá 77 đến khoảng vùng giá 80. 77 đến vùng giá 80 thì trong tuần thì SDI đã đạt được đến một cái mức cao nhất, đó là vùng giá 75. Đó là vùng giá 75. Và sau đó thì khi đạt được đến vùng giá 75 thì SDI đang có những phiên đánh rũ trở lại, thì cái target về vùng 80 đến thời điểm hiện tại thì Hùng bắt buộc Hùng phải thay đổi kịch bản, bởi vì lúc này SDI không còn những phiên tạo lập nữa, và cái xu thế hiện tại của SDI đến, tức là chúng ta đề ra ở mốc 80, nhưng cái mốc đạt được cao nhất đến thời điểm hiện tại theo quan điểm của Hùng Lê đấy là ở vùng giá 75. Và Hùng đang nhìn thấy những yếu tố mà SDI đang có cái xu thế giảm và phân phối ở vùng giá 75 rồi, thì những anh chị nào mà chúng ta đang cầm nắm giữ SDI thì chúng ta cũng có thể hiện thực hóa SDI tại vùng này. Chúng ta cùng xem mã VRE. VRE Hùng đã phân tích rồi. Hùng sẽ điểm qua lại mã ITA và mã VGC. ITA, đối với ITA thì Hùng vẫn đề cập đến một cái nền ở đây, nền 2.9, và cái vùng đỉnh của ITA có thể vùng 3.3, và chúng ta đang chờ một sóng dài. Hùng đang chờ một sóng dài của ITA chứ không phải một cái sóng ngắn, và để có một cái sóng dài của ITA thì khả năng là chúng ta cũng phải cần thêm các cái yếu tố của thị trường. Hùng đang chờ sóng dài. Và vùng những cái yếu tố hiện tại của ITA ở đây thì dòng tiền đang khá là yếu. Dòng tiền đang khá là yếu, khả năng thì là ITA lại tiếp tục về tích lũy vùng nền ở vùng 3. Khả năng lại về tích lũy vùng nền 3 và sau đó thì tiếp tục có những cái nhịp đánh lên. Thì Hùng đang kỳ vọng rằng ITA sẽ có một cái sóng dài và cái vùng giá để mà chúng ta tham gia đấy là vùng khoảng vùng giá 2.9. Mã cổ phiếu VGC. VGC trong những bản tin phân tích trước thì Hùng đang có nhìn nhận rằng VGC đang có một đã hoàn thành một cái sóng chỉnh và đang có bước vào một cái sóng mới. Cái sóng này thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy, nếu như chúng ta phân tích về lý thuyết sóng Elliott thì sóng hai chỉnh đã gần như hoàn thành.
Và hoàn thành ở quanh quanh khoảng vùng giá ở đây là khoảng vùng 18 đến vùng 19. Và khi khi về đến vùng ở đây, tức là vùng 20 đến vùng 20.5, thì cũng đã có khuyến nghị các anh chị chúng ta có thể mở mua 1 phần 3 đến 1 phần 4 số định mua để đón cái nhịp sóng này. Đón cái nhịp sóng này. Và trên trên xu thế hiện tại thì sau khi đánh vượt thoát lên ở vùng này thì VGC những yếu tố tạo lập thì nó lại đang hơi yếu, tức là đang lại rơi lại về cái vùng nền 20 đến vùng nền 20.5. Ok, chúng ta cùng điểm tiếp những cái mã cổ phiếu tiếp theo. Những mã cổ phiếu về chứng khoán thì đã phân tích ở trong đầu video. Dầu khí có GAT, VLX, PPD, BSR đã phân tích. Mình sẽ điểm lại mã PVI. Bởi vì mã PVI thì một số các anh chị có hỏi Hùng về mã PVI, thì Hùng có đánh giá rằng là PVI ở trong cái nhịp này thì đã có một cái nhịp hồi đây, nhưng mà cái nhịp hồi này khi mà PVI có những phiên rơi mạnh thì đã làm dẫn đến cái việc là cái nhịp hồi này nó đã bị mất cái yếu tố tạo lập ở đây, và PVI sẽ hội tụ ở khoảng vùng giá 36, như thế nó sẽ khá là hợp lý. Còn xu thế hiện tại Hùng vẫn đánh giá PVI vẫn là một xu thế giảm giá. Trong tuần vừa rồi Hùng có khuyến nghị các anh chị mở mua mã cổ phiếu Đạm Phú Mỹ. Đạm Phú Mỹ thì đối với Đạm Phú Mỹ là nó cũng là thuộc cái nhóm ngành dầu khí, sản xuất phân đạm, thì Hùng đang thấy rằng là Đạm Phú Mỹ đã có một cái nền, trong một cái xét một cái yếu tố hơi hơi dài dài một tí, thì Đạm Phú Mỹ có một cái nền tích lũy ở đây khá là tốt ở nền 17 đến 17.5, và Hùng nhìn thấy rằng là Đạm Phú Mỹ đã tạo thành một cái vùng nền ở đây rất là tốt. Và trong phiên ngày 23 tháng 5 thì Đạm Phú Mỹ đã có một phiên đánh rất là mạnh, và Hùng khuyến nghị các anh chị mở mua Đạm Phú Mỹ ở quanh vùng giá 18, 18 đến khoảng vùng giá 18.3, đúng nhỉ? Để Hùng xem lại một tí, tại vì là cũng đây, ok, đúng đúng là như vậy. Đạm Phú Mỹ đã có một phiên vượt vùng 18, và Hùng khuyến nghị các anh chị mở mua sẽ có những cái phiên test lại cung ở vùng này 18 đến 18.3. Thì đấy là những cái vùng mà chúng ta sẽ mở những cái điểm mua mua gom, tức là chúng ta mở mua 1 phần 3 đến 1 phần 4 số định mua đối với Đạm Phú Mỹ. Trên xu thế hiện tại Hùng thấy rằng Đạm Phú Mỹ đang có lực hồi và đang có một cái nhịp tăng tốt, và khả năng Hùng đánh giá rằng Đạm Phú Mỹ sẽ có một cái nhịp đánh vượt thoát ở đây. Những anh chị nào mà chưa cover được Đạm Phú Mỹ thì có thể phiên thứ hai tuần tới chúng ta sẽ mở mua ngay Đạm Phú Mỹ ở quanh cái vùng khuyến nghị. Đối với hàng không thì chúng ta sẽ phân tích, đầu tiên Hùng sẽ phân tích cổ phiếu HVN trước. Đối với HVN, Hùng đã khuyến nghị trên Zoom HVN, đúng, HVN đây có HVN luôn. HVN phản ứng khá là tốt ở vùng giá 42, và cái vùng có thể mở mua đấy là vùng 42 đến 42.5 trong nhịp đánh này. Và bây giờ là trong phiên ngày hôm nay, Hùng sẽ đánh dấu vùng 42.5. Hoàn toàn chúng ta ngày hôm nay chúng ta đã có thể mua được HVN theo khuyến nghị của Hùng Lê ở vùng 42 đến 42.5. Hùng đánh giá rằng HVN đang có những yếu tố tạo lập, và không không loại trừ rằng trong nhịp đánh này HVN sẽ đi về đâu, HVN sẽ đánh vượt đỉnh. Nếu như xu thế thị trường của chúng ta tốt thì HVN sẽ đánh vượt đỉnh và sẽ về đâu đó khoảng vùng giá 60. Hùng phân tích một cái nhịp target nó khá là mạo hiểm, nhưng khả năng là nhịp đánh này HVN sẽ đánh lại về đây, về vùng đỉnh cũ luôn, mà thậm chí là không về được vùng 60 thì khoảng vùng giá 57 đi, chúng ta sẽ đặt target của HVN trong nhịp này ở vùng giá 57. Ok. Từ vùng này đến vùng giá 57, và đối với HVN thì Hùng cũng khuyến nghị các anh chị trong giai đoạn này đây là một mã cổ phiếu đáng để đầu tư. Ngoài Đạm Phú Mỹ, Hùng đã phân tích rồi, Đạm Phú Mỹ cũng là một mã cổ phiếu rất là tốt, và bây giờ là đến HVN. Ở trong nhịp đánh này Hùng đánh giá rằng HVN đang khá ok, khá là tốt.
HPG Hùng phân tích rồi, nhựa thì có Bình Minh và ba con A, thì Bình Minh Hùng đã phân tích rồi. Hùng sẽ điểm lại ba con A bởi vì mã cổ phiếu ba con A này đang khá là bực mình với cái những cái cách tạo lập của ba con A tại cái vùng giá 17 đến 17.5. Ở phiên ngày hôm nay thì ba con A lại rơi mất hơi xấu 17.5. Ba con A bị rơi mất vùng 17.5 thì có thể là trong những cái phiên thứ hai và phiên thứ ba tuần tới thì cổ phiếu này nếu như còn các yếu tố tạo lập thì cần phải lấy lại vùng 17.5. 17.5, ok, sẽ cần lấy lại 17.5. Chúng ta cùng điểm qua nhanh một tí. Viettel Post thì thôi, Hùng sẽ điểm qua tiếp mã cổ phiếu VGI. VGI thì đối với mã cổ phiếu VGI thì Hùng cũng đã khuyến nghị các anh chị mở mua. Mở mua khi Hùng thấy những cái yếu tố tạo lập và Hùng đang đánh giá rằng VGI có thể ở trong phiên ở trong trong nhịp đánh này VGI sẽ đánh tạo lập, sẽ đánh vượt đỉnh, tức là sẽ đánh vượt vùng 28. Vùng khuyến nghị mở mua thì Hùng đã khuyến nghị rồi. Khuyến nghị từ đây các anh chị có thể xem lại những cái bản tin phân tích trước đây của Hùng Lê, tức là từ ngày 8 tháng 5, khi đó thì Hùng đã khuyến nghị mở mua VGI. Và tiếp theo ở đến khi VGI đến vùng 26 và có những phiên đánh vượt vùng 26 thì Hùng tiếp tục khuyến nghị các anh chị mở mua tiếp VGI. Mua hết VGI, và trong nhịp đánh này VGI sẽ đánh về đâu? Một cái yếu tố tiên lượng của VGI thì Hùng cũng chưa dám chắc để VGI có thể đánh được về vùng về 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 vùng cao, nhưng ít nhất là Hùng đang tiên lượng VGI ở khoảng vùng giá 35 đến vùng giá 36 ở trong nhịp đánh này. Và mã cổ phiếu VGI cũng là một mã cổ phiếu đáng để đầu tư ở trong nhịp đánh này. Các anh chị lưu ý, mã VGI cũng là một mã cổ phiếu đáng để đầu tư. Ok. VTK và CTR. VTK chưa có gì đột biến. CTR họ nhà Viettel. CTR thì hiện tại lưng chừng đèo như thế này thì Hùng vẫn đang chờ khoảng vùng giá, khả năng là vùng giá 25 đến vùng giá 24 đến vùng giá 25 ở trong nhịp đánh này. Để về đến vùng này thì chúng ta sẽ tiếp tục phân tích mã cổ phiếu này. Ok. Thủy Điện thì chúng ta sẽ có mã cổ phiếu NT2 và mã cổ phiếu GEG. Hùng sẽ phân tích GEG trước. Đối với GEG thì Hùng cũng đang có những cái tiên lượng, những cái tiên lượng về cái nhịp đánh sắp tới của GEG. Nếu như GEG không bị thủng ở đây là khoảng vùng giá 22.5. GEG không bị thủng ở vùng giá 25.5 thì cái kịch bản xác lập của GEG sẽ theo một cái kịch bản tốt hơn, sẽ đánh vượt đỉnh và sẽ về ở những vùng target cao hơn. Tuy nhiên là nếu như vùng 20 ở cái vùng này mà bị phá vỡ thì như thế thì Hùng sẽ điều chỉnh kịch bản của GEG tiếp theo. Nếu như vùng này bị phá vỡ thì như thế thì GEG lại phải về một sóng thấp hơn, tức là lại không thể tăng được mà GEG lại đây thì nó sẽ phải chỉnh về ở cái vùng giá thấp hơn ở dưới này. Đó thì cái vùng mà để Hùng có thể phân tích được đấy là khoảng vùng giá 22.5. Ok, mã cổ phiếu NT2. Đối với NT2 thì Hùng cũng đã khuyến nghị các anh chị mở mua. Đối với NT2 thì Hùng đã cả khuyến nghị các anh chị mở mua vùng mở mua có thể sẽ là vùng 27.5 đến vùng giá 28. 27.5 đến vùng giá 28. Đây là một mã cổ phiếu mà Hùng cũng khuyến nghị là đáng để đầu tư ở trong nhịp đánh này. Tuy nhiên là NT2 đang có 1, 2, 3, 3 phiên rơi. Ở phiên rơi ngày cuối tuần hôm nay thì một phiên rơi theo thị trường thôi. Hùng đang kỳ vọng rằng là cái vùng 27.5 và vùng 28 sẽ là vùng bệ đỡ của NT2 ở trong nhịp đánh này. Và từ nhịp đánh này NT2 sẽ đánh đi về đâu? Thì đầu tiên là chúng ta sẽ phải cần đánh vượt đỉnh đã. Khi đánh vượt đỉnh rồi thì khi đó chúng ta mới có thể xác lập những cái xu thế tiếp theo của NT2. Và NT2 cần không được phép phá vỡ cái vùng 27.5. Ok. Vùng 27.5 là vùng mà NT2 của chúng ta cần phải giữ được, và NT2 cũng là một cái mã cổ phiếu đánh rất là kinh dị. Khi mà NT2 đã vào chen vào sóng thì cũng đánh khá là tốt. Đây là một mã cổ phiếu mà Hùng đã khuyến nghị các anh chị mở mua ở trên Zoom.
Ở khu công nghiệp chúng ta có D2D và NTC. Hùng sẽ phân tích cổ phiếu D2D trước. Đối với D2D thì các anh chị có thể xem những cái nhịp đánh, những nhịp phân tích trước đây của Hùng Lê, khi Hùng đã có đề cập đến target của D2D về đến khoảng vùng giá 130. Về đến khoảng vùng giá 130 thì sau đó thì D2D đã có một cái nhịp rơi về đây là khoảng vùng giá 122, khoảng tầm đó, và sau đó thì Hùng tiếp tục bẻ kịch bản của D2D sẽ đánh từ vùng đây là vùng từ vùng đây là vùng 120. Từ vùng 120 sẽ đánh về vùng 160, tức là tăng khoảng tầm 40.000 nữa. Thì với những xu thế hiện tại của D2D, Hùng đang đánh giá là khá là tốt. Các cái mã cổ phiếu về khu công nghiệp thì Hùng đã phân tích rồi, thì dư địa tăng trưởng cũng như tất cả những cái yếu tố về thiên thời địa lợi nhân hòa Hùng đã phân tích ở trên Zoom, đặc biệt là cổ phiếu NCT Hùng đã phân tích ở trên Zoom. Thì đối với D2D, cái cơ hội mà đi tiếp vẫn còn, và nếu như D2D có cơ hội test chỉnh về khoảng quanh vùng 130 thì đấy cũng là một cái cơ hội để chúng ta có thể tham gia cổ phiếu này. NCT NTC NTC thì Hùng cũng đã có phân tích nhịp đánh đầu tiên của NTC sẽ tiệm cận sẽ đánh về vùng giá 120, và trong cái bản tin tuần trước thì Hùng có đề cập đến cái vùng là khả năng thì cổ phiếu này sẽ lình trình ở quanh cái vùng 120 một vài phiên và sẽ tiếp tục đánh về vùng 140. Tuy nhiên là cổ phiếu này đánh khá sốc, hơi sốc, sốc ngoài dự kiến, và về đến target vùng giá 140 trong chớp mắt. Cách target của chúng ta phân tích còn 2.000, đánh quá nhanh, quá nguy hiểm và quá mạnh luôn. Và khi về đến vùng 140 rồi thì kịch bản tiếp theo của cổ phiếu này sẽ như thế nào? Kịch bản tiếp theo của cổ phiếu này thì Hùng sẽ cần chờ đến về đến 140, tức là khi đó thì khi đó thì Hùng sẽ tiếp tục xem phản ứng của cổ phiếu này ở vùng về vùng 140 như thế nào. Và không loại trừ cái việc là khi về đến 140 thì cổ phiếu này sẽ chỉnh lại về đâu đó. Hùng đang dự kiến là một cái kịch bản đi như thế này, về đến vùng giá 140, thậm chí là đánh thủng về 150 đi, xong đấy thì chỉnh tèo 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 như này, chỉnh một tèo 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 như này, và sau đó thì sẽ đi lên, và đi lên ở một cái nhịp này thì đi lên đến phương trời rất là xa. Phương trời rất là xa, xa tận đến khoảng vùng giá 190 đến vùng giá 200 cơ. Ok, thì chúng ta sẽ cần cần sẽ phải chờ thêm những cái tín hiệu phản ứng của cái nhịp sóng này đã. Sau khi có cái nhịp sóng này kết thúc thì Hùng sẽ tiếp tục phân tích cái target tiếp theo của cổ phiếu NCT. Một số các cái mã cổ phiếu đầu cơ thì trong bản tin tuần này thôi Hùng không phân tích, tại vì là bây giờ cũng đã khá là muộn rồi, cũng không còn nhiều thời gian nữa. Hùng sẽ tập trung phân tích những cái mã cổ phiếu cơ bản, cơ cốt lõi. Ok, MWG và FPT, BVH thì Hùng đã phân tích rồi. Hùng sẽ phân tích tiếp mã cổ phiếu DWG, DigiWorld. DWG thì là một mã cổ phiếu mà xin lỗi cả nhà. DGW thì hình như đúng hơn. DGW là một mã cổ phiếu mà Hùng đã nhìn thấy những yếu tố tạo lập ở đây. Những yếu tố tạo lập của cổ phiếu này thì có thể nhìn nhận ở khá là nhiều các cái góc độ khác nhau. Yếu tố thứ nhất đấy là cái vùng hỗ trợ của DGWG ở đây ở khoảng vùng giá 23. À xin lỗi cả nhà, 22. Ở vùng giá 22 này thì DWG đã không bị thủng và có một cái nền tích lũy và đã tạo thành một cái mô hình, có thể tạm gọi đấy là mô hình hai đáy. Thậm chí là có thể tạm gọi là mô hình ba đáy. Những yếu tố tạo lập dòng tiền đang khá ok, khá là tuyệt vời. Và DGW thì Hùng đang khuyến nghị các anh chị chúng ta có thể mở mua ở quanh vùng giá. Khả năng là những cái phiên test như thế này thì đang rất là tốt cho chúng ta. Rất tốt cho chúng ta ở quanh vùng giá 22.5. 22.5 đến khoảng vùng giá 22. Tức là khoảng vùng giá 22.5 đến vùng giá 23 đi. Chúng ta canh. Những anh chị nào mua được càng thấp càng tốt, và trong cái vùng nền giá này thì chúng ta sẽ mở 1/3 vị thế của chúng ta.
Và đây cũng là một cái mã cổ phiếu mà Hùng đánh giá rằng sẽ có những cái nhịp tăng tốt ở trong giai đoạn tới. Mã cổ phiếu DigiWorld này Hùng cũng đã có khuyến nghị mở mua ở trên Zoom. À xin lỗi cả nhà, còn một mã cổ phiếu NCT, sau khi mà phân tích HVN xung quá thì đã quên mất mã cổ phiếu NCT. Đối với NCT, các anh chị có thể xem những cái yếu tố về cơ bản của cổ phiếu này. Đó là một cái cổ phiếu khá là đặc thù và gọi là độc quyền, gần cũng khá là độc quyền. Và cái cổ đông lớn đang nắm giữ thì cũng đang nằm ở trong 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 cổ đông của nhà nước. Thì cổ phiếu này Hùng đang quan sát ở một cái nền tích lũy của cổ phiếu này, đấy là cái đỉnh cao nhất, đấy là nền giá 75. Nền giá 75 và liên tục những cái bản tin phân tích thì Hùng cũng đã có phân tích cho các anh chị là Hùng đang quan sát cái mã cổ phiếu này rất là sát sao, thậm chí là Hùng quan sát đến tận bây giờ là mấy tháng rồi ạ. Từ 1 2 3 4 5 6 7 đâu đó 6 7 tháng rồi liên tục quan sát mã cổ phiếu này. Và đây là thời gian để chúng ta có thể mở mua mã cổ phiếu này. Hùng đã khuyến nghị mã cổ phiếu NCT ở trên Zoom. Với những yếu tố ngày mùng 5 tháng 6 thì sẽ có khoảng tầm 50% cổ tức bằng tiền mặt nền 70-73 đã hoàn thành, và phiên ngày mai, tức là cái phiên ngày hôm nay đấy, phiên ngày 24 là cái phiên mà các yếu tố tạo lập sẽ đánh vượt vùng giá 75 thì coi như tín hiệu tăng giá đã hoàn thành và Hùng đã khuyến nghị mở mua. Thì ngày hôm nay một số các anh chị nhà đầu tư của Hùng Lê đã mua được cổ phiếu này ở vùng giá 75.5 75.5 75.5, không mua được ở đầu phiên nên là đã mua ở vùng giá 75.5, thì Hùng đánh giá rằng khá là tốt, khá là ok. Và cái vùng kháng cự tiếp theo của cổ phiếu này sẽ ở khoảng vùng giá 80. Nhưng Hùng đánh giá rằng ở trong cái giai đoạn hiện tại thì cái nền giá 80 này thì nhiều xu thế và nhiều yếu tố sẽ khả năng là nền giá 80 này, cổ phiếu này sẽ đánh vượt thoát qua vùng giá 80. Sau đó thì sẽ test chỉnh lại và sẽ có hình thành một cái nấc thang mới đi cao hơn, thì đấy là kỳ vọng Hùng lên. Đây là một mã cổ phiếu Hùng đã khuyến nghị các anh chị mở mua. Ok, ở trên Zoom. Chúng ta cùng phân tích tiếp mã cổ phiếu PTP Phú Tài. PTB. Ok. Đối với mã cổ phiếu PTB, Hùng đang đánh giá ở giai đoạn hiện tại, ở góc độ cơ bản cũng như góc độ tạo lập và góc độ kỹ thuật của cổ phiếu này thì đang cực kỳ là tốt. Và những cái cách đi của mã cổ phiếu này đang khá là rõ trend và rõ sóng. Rõ trend và rõ sóng thì đối với PTB, cái đích đến tiếp theo đấy là cái đích đỉnh đỉnh cũ của cổ phiếu này cái đã. Đó, đầu tiên phải là hình thành cái đỉnh cũ ở đây đã. Và thậm chí thì cái mức đỉnh cũ này thì khả năng là chúng ta sẽ phân tích ở sau, khi mà cái target mà Hùng đang đặt ra ở đây đó khoảng tầm độ vùng giá 75. 75. Bởi Hùng đang nhìn thấy những cái yếu tố tạo lập của cổ phiếu này đang khá là tốt. Và vùng mở mua đã khuyến nghị các anh chị mở mua rồi. Nhưng mà chúng ta không mua được vùng giá mà thấp nữa rồi, bởi vì PTB đã cái vùng khuyến nghị này đã bị trôi qua. Vậy thì kịch bản đối với giai đoạn hiện tại, những anh chị nào chúng ta chưa có mã cổ phiếu này thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta có mua tiếp không? Thì Hùng đánh giá rằng là chúng ta có thể canh lại ở vùng 66, khả năng thì chúng ta sẽ chấp nhận phải ở vùng, nếu như chúng ta bị mua sau vùng 66, bây giờ chấp nhận vùng 66, bởi vì cái vùng 66 hoặc là vùng 65.5, vùng 66 hoặc vùng 65.5, tức là vùng này, vùng khoảng tầm vùng 65.5. Đó thì khoảng cái vùng này thì chúng ta có thể canh, chúng ta mua ở đây và chúng ta sẽ có một cái nhịp target từ vùng 65, khoảng vùng 65 đến vùng 75 trước trước tiên đã, tức là nó chạy khoảng tầm 10 giá ở trong cái đoạn này. Thì trước mắt là như vậy đã, còn khi mà có những cái tín hiệu kỹ thuật hoặc là có những yếu tố khác thì Hùng sẽ bẻ cái kịch bản xu thế sau. Ok, PTB cũng là một mã cổ phiếu rất là tốt. STK sợi thế kỷ, STK. STK là một cái mẫu hình hiện tại thì Hùng đang đánh giá rằng STK là một cái mẫu hình vượt vượt đỉnh. Vượt đỉnh khá là tốt, khá là tốt, khá là tốt.
Và Hùng đang đánh giá rằng STK có thể đánh tiệm cận lại vùng giá 24, và từ vùng giá 24 này thì STK có thể tích lũy trở lại, và bắt đầu từ vùng 24 này sẽ tiếp tục đánh lên, và cái đích đến tiếp theo của STK khả năng sẽ là vùng giá 30. Ok, tạm thời như vậy, tạm thời Hùng phân tích cái kịch bản của STK như vậy. Ok, một số các cái mã cổ phiếu khác có tín hiệu về dòng tiền và có tín hiệu tốt thì Hùng sẽ tiếp tục khuyến nghị cho các anh chị ở trên Zoom, cũng như là Hùng sẽ phân tích liên tục ở các cái bản tin hàng tuần, thì các anh chị cũng có thể đón xem. Và Hùng cũng rất là mong các anh chị sẽ comment những cái comment của các anh chị dưới đây, hỏi về các cái mã cổ phiếu thì Hùng Lê sẽ phân tích, sẽ giải đáp cho các anh chị ở một cái góc nhìn tốt nhất, thấu đáo nhất. Và cũng mong muốn các anh chị của chúng ta sẽ về đồng hành cùng team của Hùng Lê tại công ty chứng khoán VPS, để chúng ta xây dựng một cộng đồng nhà đầu tư ngày càng thành công hơn, ngày càng tốt đẹp hơn. Và cũng là một ngày nghỉ cuối tuần, Hùng Lê kính chúc toàn thể anh chị em nhà đầu tư của chúng ta có một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ bên người thân và gia đình. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị nhà đầu tư trong các cái bản tin tiếp theo, trong các cái video tiếp theo về phân tích thị trường, phân tích cổ phiếu và phân tích và phương pháp phân tích kỹ thuật. Thì sắp tới thì Hùng, sau khi mà cái dự án về FX của Hùng hoàn thành, thì Hùng sẽ tập trung để Hùng làm rất nhiều những cái bản tin cũng như các cái video hướng dẫn các anh chị sử dụng giao dịch chứng khoán phái sinh tại VPS, hoặc là chứng khoán cơ sở, hoặc là hướng dẫn các anh chị mở tài khoản, hoặc là hướng dẫn các anh chị đọc các cái bảng, các cái thông tin ở trên bảng điện, hoặc là rồi những cái cách để chúng ta đọc những cái yếu tố cơ bản nhất của báo cáo tài chính. Báo cáo tài chính chúng ta cũng không cần phải đọc quá sâu, chúng ta đọc những yếu tố cơ bản nào để chúng ta có thể nhận định và phân tích sơ bộ một cái doanh nghiệp đó, thì đấy là những cái mục tiêu mà Hùng Lê sẽ tiếp tục làm và sẽ tiếp tục cùng đồng hành với cộng đồng nhà đầu tư trong thời gian sắp tới. Ok, và sorry cả nhà là cái bản tin này thì vì Hùng Lê đang ở đảo nên là có cả gia đình, nên là trong cái quá trình thu âm có thể có tiếng của trẻ con khóc, thì cả nhà nghe tạm trong tuần này. Ok, thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.